Xin mời anh chị em lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mặt ông rừng. Ông rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước. Còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần. Anh chị em thân mến, trong mấy ngày qua, xã hội Việt Nam đang nóng lên vì mấy con đường. Những con đường được làm nên để cho việc thông thương thuận lợi, để con người xích lại gần nhau, hầu có thể trao đổi với nhau những thành tựu của cuộc sống trong các lĩnh vực, chẳng hạn khoa học, kỹ thuật. Để phát triển kinh tế, nhờ đó cuộc sống được nâng cao, con người thoát khỏi cảnh nghèo khó. Này, những con đường đang trở thành mối đe dọa cho sự bình an của cuộc sống, tạo ra hận thù rẽ chia, gây ra những bất bình giữa nhiều người. Những con đường đang tạo ra sự nghi ngờ rằng có chăng một nhóm lợi ích đã lợi dụng hình thức BOT để kiếm lợi riêng cho mình. Tại sao có những nghi ngờ gây ra sự bất bình lớn trong dân chúng? Thưa, bởi vì sự hình thành những con đường như có một cái gì đó thiếu minh bạch, thiếu công khai, khiến người ta đang nghĩ đó là những con đường gian lận. Những con đường như thế tạo ra sự tắc nghẽn trong cuộc sống, tắc nghẽn niềm tin. Từ đó nảy sinh ra bao nhiêu là muộn phiền, đánh mất đi bao nhiêu là niềm vui mà đáng lẽ cuộc đời đáng được hưởng. Thật đáng tiếc. Thưa anh chị em, phải chăng cuộc đời chỉ có những tiếng thở dài tiếc nuối, những muộn phiền không nguôi? Thưa không, tin mừng hôm nay thắp sáng cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao, niềm hy vọng về một con đường mang lại niềm vui, kiến tạo sự bình an, xóa bỏ mọi nghi ngờ ganh ghét, nối lại nhịp đập yêu thương. Con đường mà Gioan loan báo, đó là con đường Chúa đến. Vâng, con đường mang lại niềm hy vọng này được kiến tạo không do bởi những đồng tiền, bởi tiền bạc, nói như nhà thơ Agnes Gagborg, người Na Uy. Khi có tiền, bạn có thể mua thực phẩm nhưng không mua được sự ngon miệng, mua thuốc nhưng không mua được sức khỏe, mua chiếc giường êm ái nhưng không mua được giấc ngủ, mua sự hiểu biết nhưng không mua được sự khôn ngoan, mua hạo quang nhưng không mua được sắc đẹp, mua sự huy hoàng nhưng không mua được sự ấm áp, mua thú vui nhưng không mua được niềm vui, mua người quen nhưng không mua được bạn bè, mua tôi tớ nhưng không mua được lòng trung thành. Vâng, thưa anh chị em, con đường trước tiên được xây dựng phải là con đường bằng hành vi sám hối. Tại sao vậy? Việc sám hối này có liên quan gì con đường hy vọng
mà tôi đang mong chờ. Chắc chắn Gioan không tự nhiên kêu gọi sám hối như là khởi đầu cho việc dọn một con đường để Chúa đến. Quả thật, Gioan đang ở trong một xã hội có quá nhiều nỗi khổ đau mà nguyên nhân chính là do dân Chúa đang xa rời sự tín thác vào Thiên Chúa, đang đánh mất dần lòng ham mê vào huấn lệnh của Chúa và lòng quy hướng vào sự ham mê khác, sự giàu sang của cải. Lòng ham mê đó đã đẩy đưa con người đến bên bờ vực thẳm của hư vong, làm khô héo nhịp đập của con tim, đánh mất tình người. Bởi giữa con người chỉ còn là thái độ hứng hờ vô cảm, không còn có sự xót thương. Thánh Phaolô đã minh định, lòng ham tiền là gốc rễ của mọi loại tai họa. Vì nuôi dưỡng ham muốn đó mà một số người đã tự gây cho mình nhiều nỗi muộn phiền. Bởi vậy, lời kêu gọi sám hối của Gioan chính là lời mời gọi dân chúng quay trở về với Thiên Chúa, với những huấn lệnh của Ngài. Lời kêu gọi sám hối như là cách thế dọn đường cho đấng cứu thế đến, không chỉ là lời dành riêng cho dân Do Thái, đó còn là lời được gửi đến từng người chúng ta. Bởi thưa anh chị em, trong một thế giới tục hóa này, người ta cũng đang dần lãng quên Thiên Chúa. Điều mà con người hôm nay quan tâm chính là sự giàu có của cải vật chất, là sự hưởng thụ nhằm thỏa mãn những đòi hỏi của nhu cầu thân xác. Và rồi một cách nào đó, họ đồng hóa Thiên Chúa không gì hơn là chính họ. Việc này đã đưa tới một thái độ loại trừ lẫn nhau, không đón nhận nhau, và kết quả là giết chóc, hận thù và bạo lực. Vì thế tâm tình sám hối của mùa vọng chính là nỗ lực tìm lại mối tương giao với Thiên Chúa. Anh chị em, trong một thế giới đang bị chi phối quá nhiều tiếng náo động ồn ào, con người như lạc lối giữa sự ồn ào ấy và không biết làm thế nào để có thể tìm thấy một chỉ dẫn chắc chắn hầu có thể đạt tới niềm vui đích thực. Chúng ta, những người Kitô hữu, phải là những tiếng hô cất lên niềm hy vọng như Gioan. Có nghĩa là chính chúng ta phải, thưa anh chị em, chính chúng ta phải làm cho người thời đại hôm nay biết được đâu là đích đến của cuộc đời. Tiếng hô của chúng ta cất lên không chỉ là một âm vang, nhưng còn phải là một dấu chỉ sống động được biểu tỏ qua con người của chúng ta. Vâng, tiếng hô của chúng ta được người khác nghe và tin tưởng vào Chúa. Chúng ta phải làm cho người thời đại tìm thấy nơi chúng ta hình ảnh xác thực của Thiên Chúa hiện diện. Nói như Đức Phanxicô trong bài chia sẻ với tín hữu Myanmar vào ngày 30 tháng 11, 2017 tại thánh lễ Từ Giả để lên đường đi Bangladesh. Vâng, thưa anh chị em, làm sao chúng ta trở thành được dấu chỉ cho cuộc gặp gỡ được Thiên Chúa nếu trước tiên trong chúng ta không đầy ắp hình ảnh của Thiên Chúa qua hình ảnh Đức Giêsu Kitô? Và làm sao chúng ta có thể nói cho người ta biết về Thiên Chúa nếu chúng ta thiếu cảm nghiệm về Thiên Chúa? Bởi vì chỉ có Chúa mới có thể giúp chúng ta trở nên chân chính. Do đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khuyên nhủ chúng ta hãy cầu nguyện với Ngài, học nghe tiếng Chúa đang âm thầm nhắn nhủ trong sâu thẳm của cõi lòng chúng ta. Anh chị em thân mến, trong một thế giới đang chất ngất nỗi khổ đau và thất vọng, chúng ta hãy trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng. Hãy cất tiếng loan báo lời mà tiên tri Isaiah đã nói: hỡi dân ta, hãy an tâm,
hãy an tâm, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực. Cánh tay Người sẽ thống trị. Người chăn dắt đoàn chiên Người như mục tử. Người ấm chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ. Lời loan báo được hiện thực trong tín thác và hân hoan qua đời sống Kitô hữu của chúng ta ngày càng vâng theo thánh ý của Thiên Chúa. Amen. Cuộc sống mai sau.